Lên mấy chị ơi, chia sẻ bài giùm em đi mấy chị. 50 người xem là em tặng áo su giá 39k nha mấy chị. Em có mấy cái mẫu quần su ghen mới nha. Em có mấy cái mẫu su ghen mới nha mấy chị. Rất là đẹp luôn. Mấy mẫu su ghen mới cực kỳ đẹp luôn nha mấy chị. Có chị ơi, em còn 3 cái, 4 cái nha. Một cái màu đây em còn 4 cái này. Ba cái đây em còn 3 cái màu đỏ này nghe, một cái này size 38, còn 4 cái duy nhất luôn. Rất là đẹp luôn. Chia sẻ bài giùm em mấy chị ơi. 50 người xem là em bán cái áo su này giá 39.000 luôn nha. Bán lỗ cho mấy chế luôn. Cho em đi game nha mấy chị yêu. Em có mấy loại quần su mới nha. Rất là đẹp luôn. Chia sẻ bài giùm em mấy chị ơi. Rồi ok chị, để em cho chị xem quần nha. Đây. Quần này mặc rất là mát nha. Đó, quần này rất là mặc rất là mát luôn, rất là đẹp luôn. 10 cái em cũng có đủ màu luôn nha mấy chị. 10 cái là em có đủ màu nha. Rất là đẹp luôn. Đây phía sau nó rất là mát nha. Đó. Phía trước nó đây. Cực kỳ đẹp luôn. Em có nhiều màu nha mấy chị. Em bán quần là nhiều màu nha mấy chị. Quần nào của em cũng nhiều màu hết. Đợi em làm cái này cái mấy chị yêu. Chia sẻ bài giùm em đi mấy chị. Em về mấy mẫu mới luôn nha chị. 10 cái nhiều màu nha. Mẫu này là 180 nha chị. Đây có cái mẫu này mới nữa đây. Mẫu này phía sau nó là lỗ thêm hơi nha. Đó, rất là đẹp luôn. Phía trước nó là ghen nha. Đó, phía sau đây nó có lỗ thùng hơi nha mấy chị. Mấy chị chia sẻ bài giùm em mấy chơi. Phía sau nó là lỗ thùng hơi nha. Quần này mặc cực kỳ mát nha mấy chị. 10 cái nha, 10 cái em nhiều màu luôn. Này 10 cái là 200 nha mấy chị. Có màu 10 cái là 200 nha mấy chị. Nó có lỗ thùng hơi luôn. Nó có lỗ thùng hơi phía sau nha. Quần này mặc rất là mềm mịn nha. Ba áo 199.000 chị ơi. Ba áo 199.000 cái này size 38 nè. 38 em chỉ còn có 4 cái duy nhất thôi, ba cái đỏ với một cái màu này. Chị mà lấy hết 4 cái này là em bán 250 luôn nha chị. Hết 4 cái này em bán cho chị 250 luôn. Chị là mối ruột của em luôn á, 4 cái này luôn. Còn 4 cái duy nhất size 38 thôi. 4 cái đó em bán 250 luôn nha. Rất là đẹp luôn. Áo đó áo bằng tay. Áo bằng tay đó em cũng còn size 34 thì nó chỉ còn có 1 cái này thôi. Coi để em coi lại coi size 34. Size 34 còn 2 cái. Size 34 còn 2 cái. Size 36 thì nó cũng còn 2 cái nha. Size 36 nó còn 2 cái, size 34 cũng còn 2 cái.
34 em còn nhiều. 36 chỉ còn có hai cái này duy nhất thôi. 38 mà 38 không có. 38 không có bạn ơi. 38 mình không có. 38 thì chỉ có cái mẫu này thôi, mẫu này có 38 thôi. Đây xu bằng tay nha mấy chị yêu. Lấy lộn nào chị? Em lấy lộn áo nào? Em lấy đúng size 36 cho chị mà. Rất là đẹp luôn. Bàn tay nghe mấy chị yêu. Một cái là 70 ngàn nghe mấy chị. Áo cà trước mình hết rồi, bây giờ mình còn có mấy mẫu này thôi. Combo 3 cái nha, 3 cái chỉ có 199 ngàn thôi. Gồm 3 cái áo nha. 199 ngàn. Đó, áo này hình cái dù nha, còn áo này là xu bằng tay nha. 3 cái nó chỉ có 199 ngàn thôi. Rất là đẹp luôn. Lên 50 người xem là mình bán cái áo này giá 39 ngàn luôn nha mấy bạn. Chia sẻ bài về mình mấy bạn ơi. Đây áo bằng tay nha. Còn size 34, 36 nha mấy chị. Rất là đẹp. Còn có mấy cái hả? Em còn có mấy cái hả? Cái áo dây này nha mấy chị. Cái áo này mình mặc được áo 3 dây nha. Rất là đẹp luôn. Áo này là áo 3 dây nha. Tháo dây ra được nha mấy chị. Một bàn tay 36. Một cái đỏ 38. 38 chị lấy hết luôn đi. 4 cái em để chị 250 thôi. Em còn có 4 cái à. Em bán giá vốn cho chị luôn á. Thì 38. Đây hai cái này 140 nha chị. Một cái bàn tay với một cái này, một cái rõ size 38. Một cái bàn tay size 36. Mấy mẫu này rất là đẹp mấy chị ơi. Trúc Phương. Lấy quần không chị? Rất là đẹp luôn á mấy chị. Đây 38 em còn nghe chị, lấy 4 cái đi, có 250 thôi. Mặc thoải mái, mặc đã luôn. Chỉ còn 4 cái là em xả giá vốn cho chị luôn. Đây mấy mẫu quần này cực kỳ đẹp nha. Đó, rất là đẹp luôn. Ba mươi sáu mà chị chặt hả? Rồi ok chị luôn, em cho chị đổi lại, chị mặc không vừa là phải cho đổi chứ. Không, mình không có lọt khe. Vậy lấy hai cái 38 nữa cho chị nha, cho chị đổi. Thôi em thấy chị hai cái 38 nữa nha. Cái sọc với cái này ha, cái sọc với cái đỏ nữa. Em cho chị đỡ, chị đem ra đi. Miễn mà sao mà còn nguyên mạc đồ cho em mà được rồi là em đổi hết. Còn nguyên mạc là em cho chị đổi hết. Em thấy nó cũng bự mà chị. Dạ rồi rồi. Còn con cái nè, chị hốt luôn dùm em đi. Em hết rồi, 38 hết rồi, em còn con cái này thôi. Để rồi nó lẻ tẻ, nó lọt sọt quá à. Chị hốt giùm em luôn đi. Còn con cái à. Đó, mẫu quần này nó là thông hơi nha mấy chị. Phía sau nó đây nó có lỗ thông hơi nha. Cực kỳ mát luôn, mặt rất là êm nha. Rồi, ok chị. Rồi của chị là chị lấy 3 cái nha, em cho chị đổi 2 cái nữa. Mà không vừa thì em cho mấy chị đổi mà. Cảm ơn anh chị. Em hỏi rồi, 38 chỉ có nhiêu đó hả?
mâm 4, mâm 6. Đây, mẫu quần này cực kỳ đẹp luôn á chị. Rất là đẹp luôn. Nó có lỗ thông hơi nữa nha. Đây còn mẫu này nữa. 10 cái cũng nhiều màu luôn. Rất là đẹp nha. Phía sau của nó đây. Mấy áo này đều nâng hết nha mấy bạn. Áo nào cũng nâng hết trơn nha. Để mình kiếm cái màu. Hết màu. Áo nào cũng nâng hết trơn nha. Đây cho bạn coi. Đó, nó nâng nha mấy bạn. Rất là đẹp luôn. Chỉ có 70 ngàn một cái thôi. Mua 3 cái là 199 ngàn luôn. À quần này hả? Quần này là 180 nha. Quần này 10 cái luôn. 10 cái nhiều màu luôn nha mấy bạn. Mình không có bán một màu hoặc là hai màu đâu. Mình bán nhiều màu nha. Mà 10 cái nhiều màu luôn. Cái này nó chỉ có 180 thôi. Rất là rẻ luôn nha mấy chị. Mấy chị mua á, mua 10 quần mấy chị lúc nào nó cũng sẽ rẻ hơn là mấy chị mua lẻ. Mấy chị mua lẻ cái giá nó rất là cao. Cái này cũng phải hai mấy ngàn. Nào phía sau đó là ghen này nè, rất là đẹp. Đó, rất là đẹp luôn. 10 cái nó chỉ có 140 thôi. Còn mẫu này. Áo á thì á, mình có áo chống nắng hai mặt rồi nha mấy bạn. Áo chống nắng hai mặt này nó chỉ có 70 ngàn một cái thôi. Váy này là váy jean nha mấy chị. Váy này là váy chống nắng jean nha. Nó chỉ có 99 ngàn một cái. Áo này là một cái là 70 ngàn nha mấy chị. Rồi lẻ một cái là 70 ngàn. Rồi ba cái là 199 ngàn nha. Cái này là cái áo bằng tay nha. Đó, mẫu áo cây dù nha. Còn mẫu áo này là mẫu áo 3 dây nha. Rất là đẹp luôn. Đây cái mẫu quần này. Mẫu quần có lỗ thông hơi nha mấy chị. Nó chỉ có 200 thôi. 10 cái quần luôn. Rất là đẹp. Mặc rất là êm luôn. Mặc thoải mái luôn mấy chị. Mặc cực kỳ mát luôn. Đó, cái mẫu này cũng là 180 luôn nha. Mẫu này 10 cái cũng chỉ có 180 ngàn thôi. Rất là đẹp, mặc cực kỳ mát luôn. Em bán quần 10 cái không em mới chịu. Đây. Rất là đẹp luôn nha. Đó, mẫu này cực kỳ đẹp luôn. Phía sau của nó đây. 10 cái này 200 nha mấy chị. Rất là đẹp nha. Đó, 10 cái này 200 luôn. Rất là đẹp luôn. 10 cái nhiều màu nha. Mình bán quần nhiều màu nha mấy bạn. Để mình lên quần 10 cái 80 ngàn cho mấy bạn coi. Đây mình có quần su su trơn nha. Đây mẫu quần su trơn. Mẫu quần su trơn này rất đẹp, su ép nha. Su ép trơn luôn. Đó, mẫu quần su ép trơn 10 cái chỉ có 200 thôi. Mặc cực kỳ mát luôn, rất là mát nha. Em cầm mà em mát lạnh tay luôn nha mấy chị. 10 cái nhiều màu luôn, cũng chỉ có 200 thôi. Quần này ngoài mấy chị mua cũng mới hai mấy ngàn một cái. Có chỗ bán hàng. Không bạn ơi. Mình bán 10 quần không à, 10 quần không à bạn ơi, mình không có bán lẻ. Mua 10 quần lúc nào á mấy chị có cũng sẽ cái giá nó sẽ rẻ hơn mấy chị lúc mấy chị mua lẻ. Mấy chị mua lẻ cái giá nó rất là cao. Nè. 10 cái này chỉ có 80 ngàn nha mấy chị. 10 cái quần này chỉ có 80 ngàn thôi. Ở trên nó có cái gì rất là đẹp. Đó, 10 cái nhiều màu luôn mà nó chỉ có 80 ngàn thôi nha. Rất là đẹp nha. Đây, 10 cái luôn. 10 cái mà nó chỉ có 80 ngàn thôi. Nhiều màu luôn nha mấy chị. Cái này cũng phải, ở ngoài cũng phải 10 ngàn, mười mấy ngàn một cái nha mấy chị. Này không ạ? Ngoài bán cũng có 10.000, 12.000 một cái. Mã này 10 cái nó chỉ có 80.000 thôi. Nó rẻ hơn rất là nhiều nha mấy chị. Đây mẫu quần này là 160 nha. Không chị ơi, 10 quần 1 kiểu 1
một kiểu một 10 quần nhưng mà nó có nhiều màu. Một bọc quần em nó có nhiều màu. Một kiểu một nha bạn. Đây cái này 10 cái quần này 160 nha. Ở trên cái viền nó có hình trái tim nha mấy chị, hình trái tim nha, nó có lỗ thông hơi nha. Lỗ thông hơi trước sau luôn, hai mặt luôn, mặt nào nó cũng có lỗ thông hơi hết. Nó rất là đẹp nha. Mặt rất là êm, rất là mát luôn, tại vì nó có lỗ thông hơi trước sau nha. Lỗ nào nó cũng có cho nghe mấy chị, trước sau thì nó cũng có lỗ thông hơi hết. Cái viền của nó là hình trái tim nha. Đó, rất là đẹp luôn, nhiều màu luôn nghe mấy chị. Em bán quần là em bán nhiều màu nha. 10 cái nha. Mấy chị mua 10 cái giá nó sẽ rẻ hơn mấy chị mua lẻ. Mấy chị mua lẻ thì cái giá nó rất là cao. Nó cao hơn cái giá của mấy chị mua 10 cái quần như vậy. Đây, cái mẫu quần này á, nó có thêu nha mấy chị. Thêu hình hai cái bông hoa hồng nha. 10 cái luôn. Nó cũng chỉ có 80 ngàn thôi, 10 cái quần nha mấy chị. Nó có thêu bông hoa hồng nha. 10 cái nhiều màu nha mấy chị, 10 cái nhiều màu. Đây. Cái này là thêu nha mấy chị, cái này là nó thêu. Rất là đẹp luôn. 10 cái nhiều màu mà chỉ có 80 ngàn thôi. Hình hai cái bông hoa hồng luôn. Mặt 10 cái nhiều màu mà cả luôn mấy chị ơi. Mà giá nó rất là bèo. Mấy chị mua cái này ngoài cũng phải 10 ngàn, mấy ngàn một cái. Chứ không có dưới đâu. Không có, mấy chị không có mua mở ngoài mà cái giá nào mà nó 8 ngàn một cái. Ai quần này 10 cái cũng là 80 ngàn nha mấy chị. Đây. Nó rất là đẹp nha. Nó rất là đẹp luôn. 10 cái nhiều màu nha mấy chị. Em bán 10 cái quần là nhiều màu nha. Mẫu nào cũng em cũng nhiều màu hết. Mẫu nào cũng rất là đẹp nha. Nó áo rất là đẹp luôn. Áo xu nha mấy chị yêu. 50 người xem thì em bán cái áo này giá 39 ngàn cho mấy chị luôn. Rất là đẹp luôn. Đây mẫu quần này cũng 80 ngàn nha. Nó cũng 80 ngàn luôn nha mấy chị. Đây rất là đẹp luôn. 10 cái nhiều màu luôn nha. Chỉ có 80 ngàn thôi. Giá rất là rẻ, giá là bèo nhèo luôn nha mấy chị. Đây mẫu quần này rất là đẹp. Đó, mẫu quần này là hàng loại 1 luôn nha mấy chị. Mẫu quần này là hàng loại 1 luôn nha. Cực kỳ đẹp luôn nha. Đó, nó có cái mạc nè. Nó là hàng loại 1 nha mấy chị. 10 cái chỉ có 200 thôi. Mẫu cực kỳ đẹp nha mấy chị, nó có lỗ thông hơi nha. Nó lỗ thông hơi rất là đẹp nha, mặt cực kỳ mát luôn nha mấy chị. Quần này mặc rất là mát. Em có váy chống nắng riêng nha. Còn váy chống nắng thun thì 45 ngàn một cái nha mấy chị. Váy chống nắng riêng là 99 ngàn một cái. Áo khoác, áo chống nắng hai mặt là 70 ngàn một cái nha mấy chị.
rất là đẹp luôn mấy chị ơi. Đây, cái kiểu nó cực kỳ đẹp, mặc rất là mát nha. Quần su ghen nha mấy chị, có lỗ thông hơi nha, quần su ghen có lỗ thông hơi luôn. Quần này mặc rất là đẹp nha. Này. Áo bằng tay nha, áo su bằng tay nha mấy chị, áo su bằng tay nha. Mẫu áo su rất là đẹp nha mấy chị. Đó, mẫu áo su rồi lúc nào nó cũng rất là đẹp, mặc bao bền bao mát luôn nha, su bằng tay luôn nha mấy chị, su bằng tay nha. Đó, rất là đẹp luôn, mặc cực kỳ mát luôn. Cái này là size 36 nha mấy chị, size 36 này em chỉ còn có một cái một duy nhất, một cái một duy nhất size 36 nha. Size 36 chỉ còn có một cái một duy nhất thôi, còn bao nhiêu là size 34 nha. Đây, mẫu áo rất là đẹp, mẫu áo hình rất là đẹp nha mấy chị. Cây dù đi mưa nha, mẫu áo này rất là đẹp nha. Áo su nha mấy chị. Đây có cái su bàn tay nữa nha. Một cái là 70.000 nha mấy chị, ba cái thì nó là 199.000 nha. Một cái nó là 70.000, ba cái nó là 199.000. Mà size 36 em chỉ còn có một cái một duy nhất thôi, size 36. Còn size 34 thì em còn em có cái áo dây nữa nha mấy chị. Cái áo này áo ba dây nha, rất là đẹp nha. Size 34 em còn 6 cái nha. Đây size 34 em còn 6 cái nha mấy chị. Có cái xu bằng tay nữa nha. Size 34 còn 2 cái xu bằng tay. Ba cái áo cây dù như vậy. Chứ một cái áo ba dây như vậy nha mấy chị. Áo ba dây nha, à, mẫu áo này rất là đẹp nha. Còn một cái duy nhất cái áo ba dây vậy thôi, mẫu áo này rất là đẹp luôn. Mình ở đường Phan Đình Phùng Cần Thơ nha mấy bạn. Mình ở đường Phan Đình Phùng Cần Thơ nha. Rất là đẹp nha. Đây mẫu áo su bằng tay đây. 36, mẫu này là size 36 đây. Duy nhất 36 em còn một cái này nghe mấy chị yêu. 36 em chỉ còn có một cái thôi. 34 thì em còn 6 cái nha. Ở duy nhất size 36 nghe em chỉ còn có một cái. Cái áo đỏ năng nha bạn. Nhưng mà nó không có năng nhiều lắm nha. Nó không có năng bằng cái áo này nha. Nó cũng năng nha, nó có múi năng nha. Nó năng đây, cái múi năng của nó đây mấy bạn. Rất là đẹp nha. Mẫu này á 3 dây nha mấy bạn. Nó mặc vô là cực kỳ đẹp luôn. Size 34 nha. Đây phía sau nó gài đây. Đó, cái lớp này nó có 4 dây luôn nha mấy bạn. Rất là đẹp, nó năng luôn nha, rất là đẹp luôn. Chỉ có một cái là duy nhất thôi, mình còn một cái là duy nhất nha. Còn cái áo bàn tay á là mình còn hai cái size 34. Đó, cái mẫu áo đen là mình còn ba cái size 34 nha. Ba cái nó chỉ có 199.000 thôi, một cái là 70.000 nha mấy chị. Được được bạn ơi, đây dây nào tháo cũng được hết trơn nè, này nó có cái nút dây nè, bạn có thể tháo ra được. Đó, hai bên dây này nó cũng có cái nút tháo ra được nha. Bạn muốn mặc cái dây nào cũng được hết, mình không muốn mặc cái dây giữa thì mình có thể mặc như vậy. Nó mình muốn mặc cái dây giữa thì mình gắn cái dây giữa vô mình mặc thôi. Nó tháo ra được nha mấy bạn, tháo ra được nha. Mẫu áo này là tháo ra được nha, nó có cái nút tháo nha mấy bạn. Mấy bạn muốn tháo ra thì tháo. Rồi lúc mấy bạn muốn mặc á thì gắn vô cũng được. Cho mình số điện thoại bạn ơi. Một cái bạn vui lòng ở nhà lấy cho mình nha. Bạn ở đâu vậy? Bạn ở đâu vậy bạn?
kèm theo số điện thoại thì mình mới chốt hàng được nha bạn. Bạn ở gần thì mình có thể đi giao được. Cho mình kèm theo số điện thoại giùm mình mấy bạn ơi, mình bán cái này là bằng giá sỉ luôn rồi mấy tình yêu ơi. Cho mình số điện thoại bạn ơi. Rồi bạn lấy ghé lấy sớm sớm giùm mình nha bạn. Có mấy bạn á nói ghé lấy xong á cái tới hồi cái mình điện quá trời các bạn nó thôi xả giùm em đi chị ơi. Mấy bạn mua hàng á mấy bạn chắc ăn mấy bạn mua mấy bạn hãy lấy giùm mình nha mấy bạn. Để mình giữ quá trời nhiều luôn xong các bạn kêu xả ra. Phan Diễm My Ghi Su 0 9 3 1 5 6 6 0 7 4 0 9 3 1 5 6 6 0 7 4. Mấy bạn cho mình số điện thoại chính xác thì mình nha. Có khi á mình điện thì khi lộn số, nhiều khi không nổ chuông này kia. Lên lên 50 người xem nha bạn, 50 người xem mình sẽ bán áo 39k nha. Mình còn mấy mẫu đó bạn ơi. Đây. Mình còn mẫu cái dù này thôi. À, mà cái áo đỏ đó là size 34 nha các bạn, mình nói trước nha, cái áo đỏ đó là size 34 nha. Đây size 34 đây. Mẫu áo cây dù. Đây, mẫu áo cây dù nha, mình còn 3 cái thôi. 3 cái nó có màu à. Đó, với mẫu áo bằng tay. Đây, mẫu áo bằng tay nha, size 34 luôn nha mấy bạn. Rất là đẹp nha. Đó, mình còn mấy mẫu áo đó bạn, mình còn mẫu áo cây dù với mẫu áo bằng tay thôi. Bạn lấy cái cây dù với cái bằng tay đi. Rất là đẹp luôn, ba cái ba mẫu khác nhau. Đây một cái xu bằng tay. Không, hết rồi bạn ơi, mình còn có nhiêu đây mình xả cho hết luôn á. Mình còn có nhiêu đây mình xả cho hết luôn á. Rất là đẹp, mẫu áo cây dù nha. Còn có 2 3 cái thôi. Đó, mẫu áo bằng tay. 3 cái luôn, chỉ có 199.000, lẻ là 70.000 cái nha mấy chị. Rất là đẹp luôn, mẫu áo xu bằng tay nha. Quần là mình bán 10 quần nha bạn. Mình bán lần là 10 quần nha, chứ mình không có bán lẻ nha. Mình bán 10 quần nha mấy bạn, mình không có bán lẻ. Đây. Mẫu này 180 nha. Đó, 10 quần luôn chỉ có 180.000, 10 quần nhiều màu nha mấy bạn. Đây, mẫu quần su gan không nha mấy chị. Đó, quần su đây. Rất là đẹp luôn. Cái này á nó là phía sau nó có lỗ thông hơi nha. Đó, quần su có lỗ thông hơi nha. 10 quần 200 nha. Nó có lỗ thông hơi, mặc cực kỳ mát luôn. Quần này mặc rất là mát, đảm bảo với mấy bạn luôn. Và mặc rất là êm nha. Đó, mà cái mẫu nhìn của nó cũng rất là đẹp luôn. 10 quần nhiều màu nha mấy bạn. Đây, mẫu này cũng 180 nha, mà 10 cái quần luôn. Này mấy bạn mua ngoài cũng hai mấy ngàn cái. Mới rẻ đâu mấy bạn ơi. Đó, rất là đẹp luôn. Hoặc rất là mát nha. Mùi quần nó chỉ có 180.000 thôi. Quần nào nó cũng rất là đẹp nha các bạn. Rất là đẹp luôn mấy chị ơi. Đây, quần này nó cũng chỉ có 160 thôi nha. Nó là thông hơi hai mặt luôn. Trước sau thì nó cũng là thông hơi hết nha. Đó, mặt trước mặt sau nó đều là su thông hơi nha. Mùi quần nó chỉ có 160 thôi.
Trên cái gì như này nó có hình trái tim nha mấy chị. Quần này bán rất là chạy nha. 10 quần luôn chỉ có 160 thôi. 10 cái nó nhiều màu nha mấy chị. Áo chống nắng hai mặt nha mấy chị, chỉ có 70 ngàn một cái thôi. Mình mặc được hai mặt luôn, mặt nào cũng mặc được hết. Có túi luôn nha mấy chị. Còn váy chống nắng là váy jean nha. Váy này chất liệu là jean nha mấy chị. Giải jean nha, giống như quần jean vậy đó. Nó rất là dày dặn, mặt rất là mát nha. Nó có cái túi hình trái tim rất là to. Chỉ có 99 ngàn một cái thôi. Cái váy jean đó mấy chị mua ở ngoài á là mấy chị phải mua là 100 mấy ngàn một cái. Chỗ em này em bán bằng giá sỉ luôn nha mấy chị. Em bán bằng giá sỉ luôn nha. Rất là đẹp nha. Cái này duy nhất em còn một cái size 36 nha mấy chị. Còn một cái duy nhất size 36 luôn. Size 36 còn một cái duy nhất nha. Bàn tay nha. Đó, bàn tay năng nha. Chỉ còn một cái duy nhất size 36 thôi. Còn size 34 thì em còn 5 cái nha. Em còn 5 cái nha, hai cái bàn tay nha mấy chị. Hai cái bàn tay. Ba cái cây dù này nha. Đó, mẫu áo xu rất là đẹp. Đẹp lung linh luôn nha mấy chị. Mẫu áo này mấy chị mặc đi biển được á. Rất là đẹp luôn á mấy chị. Size 34 nha. Size 36 thì em còn có 1 cái một thôi. 34 thì em còn 5 cái nha. Mẫu áo rất là đẹp. Mẫu quần cũng rất là đẹp luôn nha. Mấy cái quần su gen thì mặc thôi, tao nói nó là cực kỳ mát luôn rồi. Cũng là tính giá 70 ngàn nha bạn. Một áo cũng 70 ngàn mà hai áo cũng 70 ngàn, ba cái thì 199 ngàn. Rất là đẹp luôn. 10 cái là nhiều màu luôn. Thanh đang ơi, bạn là ai vậy? Mình bán ai mình cũng bán giá vậy thôi mấy bạn ơi. Ai mình cũng bán giá vậy thôi. Áo xu 70 ngàn một cái nha các bạn. Trời ơi má này trả giá nữa. Hai cái 130 hả? Rồi bán cho má luôn á má ơi. Mình còn có mấy cái thôi. Đã bán cái giá sỉ cho mấy má rồi. Mấy má còn trả giá nữa. Rồi bạn lấy cái áo nào? Áo bằng tay ha. Đây rất là đẹp luôn. Chơi tới bến với mấy chị luôn mà. Đây rất là đẹp luôn mà. Lên nhà lấy cho mình nha. Bàn tay rồi ok. Đây cái bàn tay size 34. Đó. Mình còn một cái size 36 nha mấy chị. Còn một cái size 36 nha. Này rất là đẹp luôn. Bạn ở đâu bạn ơi? Ở gần thì mình giao luôn, mà ở xa quá là mình gửi bưu điện nha. Mình ở đường Phan Hùng Cần Thơ. Bạn ở đâu mới được? Ở gần thì mình giao không cho. Tối chở con đi chơi thì giao luôn. Ở xa quá là mình phải ở bưu điện nha.
Cổng 91B ngay bến xe hả bạn? Bến xe 91B sao quá bạn ơi, bạn lỡ nhà lấy giùm mình được không bạn? Bạn lỡ nhà mình lấy giùm mình được không bạn? Chứ từ đây vô đó xa lắm, cũng phải là 10K tiền ship á. Kiên Giang là mình gửi bưu điện nha, bưu điện tính phí nha bạn, 30.000 tiền ship nha bạn. Mình ở đường Phan Đình Phùng, Cần Thơ nha, ngay chợ Tân An á. Ở đường Phan Đình Phùng, Cần Thơ, hẻm 158 ngay chợ Tân An á, ngay đồn công an An Lạc á. Cái hẻm nó kế đồn công an An Lạc á. Ở xa mình gửi bưu điện nha mấy bạn. Mẫu áo rất là đẹp luôn. Mình ở đường Phan Đình Phùng nha, hẻm 158 ngay chợ Tân An á, ngay ngay đồn công an Lạc á, kế bún bò Huế Bình Châu với quán cơm Bà Tư á, rất là đẹp. Nó mẫu áo này mình còn một cái bàn tay nha mấy bạn, size 34 nha, size 36 đây. Mình còn size 36 với size 34 nha. Size 36 với size 34. Còn có hai size đó coi thôi, còn có size 36 với size 34 thôi. Size 34 đây, mình còn ba cái màu dù này với một cái bàn tay. Là size 34. Được, được. Đầu chợ An Lạc. Chợ An Lạc. Đường Nguyễn Thị Minh Khai phải không ta? Chừng nào điện mình đi, rồi mình đem ra giao cho. Chừng nào điện mình đi rồi mình đem ra giao cho nghe bạn. Rất là đẹp luôn mấy chị ơi. Rồi ok. 093217127. Đây mình viết lên đây. 3217127. À, mình viết số điện thoại lên rồi đó. Rồi ok bạn nha. Còn cái thu bằng tay bạn lấy luôn đi nè, một cái thu bằng tay nè, size 34. Hot luôn đi gái. Đẹp lắm á, mặt rất là êm á. Còn con cái này thu bằng tay thôi nha. Size 34. Mình có váy chống nắng ghi nè mấy bạn. Váy chống nắng ghi này nó rất là đẹp. Bây giờ á, người ta hay mặc mấy cái váy chống nắng ghi này nè, nó rất là thịnh luôn. Nó nãy mình có mấy mẫu đó, đó bạn, mấy mẫu quần đó đó, mấy mẫu quần ren đó. Bạn thích mặc quần ren hay là quần su ren hay là quần su trơn hay là quần thường? Đây cái mẫu váy chống nắng ghi nha. Mẫu này rất là đẹp luôn nha mấy chị. Đây cái túi nó hình trái tim nha. Túi nó rất là to đây. Túi hình trái tim luôn, hình tình yêu luôn nha. Rất là đẹp luôn, rất là dày dặn nha mấy chị. Đó. Váy chống nắng nha. Đây cái lớp trong nó đây. Chỉ có 99.000 một cái, bao rẻ với mấy chị luôn.
mấy chị mua cái này ở ngoài cũng phải là 100 mấy ngàn một cái. Này em bán bằng giá sỉ luôn nha, chỉ có 99 ngàn một cái thôi, rất là đẹp luôn. Váy chống nắng riêng nha mấy chị, áo chống nắng hai lớp nha, mặt nào mấy chị cũng có thể mặc được hết. Tại tới hai mặt mấy chị cần lộn rồi thôi là có thể mặc được nè bạn. Mẫu này 180 nè bạn. Đây su nha, su ghen nha đó, 10 cái quần luôn 180. Mẫu này cũng 10 cái 180 nha đó, mẫu này cũng 10 cái 180. Mấy mẫu này là hàng mới về nghe, rất là mát luôn. Còn mẫu này á, là 200 nha, tại vì nó có miếng thông hơi mà sau lưng nè đó, nó có lỗ thông hơi luôn. 10 cái nha, chỉ có 200 ngàn thôi. Đây mẫu này 10 cái nó chỉ có 160 thôi, nó có lỗ thông hơi trước sau luôn, mặt nào nó cũng có lỗ thông hơi hết. 10 cái của mình bán là nhiều màu nha mấy bạn, 10 cái nhiều màu nha, rất là đẹp luôn, mẫu nào cũng đẹp hết. Không bà ơi, mình bán 10 cái à, mình không bán 5 cái. Giá 10 cái lúc nào cũng rẻ hơn. Đây 10 cái này nó chỉ có 80 ngàn. 10 cái chỉ có 80 ngàn, rất là đẹp luôn. Không bạn ơi, không tình yêu ơi, nè em còn lẻ 5 cái này nè mấy chị, em còn lẻ cái này 5 cái nghe, 50 kg đổ lại nè, còn duy nhất lẻ 5 cái này luôn đó. Em còn lẻ 5 cái này nha, 5 cái chỉ có 40 ngàn. Bà chủ à, hồi bạn thấy hàng rồi gòi đừng thấy mặt chi. Đây cái này em còn duy nhất 5 cái này nha, 5 cái chỉ có 40 ngàn, rất là đẹp luôn. 50 kg đổ lại nha mấy chị, 4 mấy kg thôi mặt vừa nha đó, 50 kg đổ lại nha. Duy nhất có 5 cái này lẻ thôi, chỉ có 40 ngàn đó. 5 cái quần duy nhất có 5 cái lẻ, còn như là phải bán 10 hết trơn đó nghe mấy chị. Đó 10 cái này đây chị có 80 ngàn, rất là đẹp. 10 cái nhiều màu nghe mấy chị, bán quần nhiều màu nha. Cái kia còn lẻ có 5 cái đó mấy chị ơi, hốt thì em mấy chị có lẻ 5 cái đó đó. Đây cái mẫu này mẫu su trơn nha, su ép, cái mẫu su ép rất là đẹp, rất là mát nha mấy chị, mặc cực kỳ mát nha. 10 cái nó 200 nha, cái này ngoài bán cũng phải là 25 ngàn một cái. 10 cái chỉ có 200 thôi. Su ép mấy chị mặc với đầm ôm body với mấy cái quần ôm á, nó không có thấy mấy cái lằn, tại nó là ép. Còn với mặc mấy quần kia mới thấy mấy cái lằn mai á. Không mà gái ơi, mình đảm bảo với bạn là mình không bán lẻ. Em chỉ bán 10 cái thôi, em không có bán lẻ. Nào giờ em bán 10 không à, 10 cái mấy chị mua lúc nào sẽ rẻ hơn 5 cái. Mấy má ơi, mùa mua 10 cái về thì ta mặc cho nó đã luôn, mà giá nó cũng bèo nhèo, giá nó rẻ chứ nó đâu có mắc đâu. Ta mua đại 10 cái về mặc thoải mái luôn. 10 cái mà nhiều màu nữa chứ không phải là em bán 10 cái mà nó một hoặc hai màu. Đó, em bán 10 cái nó nhiều màu nha. Từ hồi em bán giờ bán mấy chị kia toàn là mua 10 thôi. Em bán 10 mà.
10 cái, cái giá của nó rẻ hơn là mấy chị mua lẻ 5 cái đó. Những mẫu này em bán 10 cái 180, tính ra có 18 ngàn một cái, nhưng mà ở ngoài mấy chị mua phải tới 20 mấy ngàn một cái. Mẫu này mấy chị mua ở ngoài cũng phải là 20 mấy ngàn một cái. Mẫu này cũng phải là 20 mấy ngàn một cái đây. Có lỗ thông hơi nè. Đó. Su gan có lỗ thông hơi nè, rất là đẹp luôn. Mẫu này ngoài là cũng phải 20 mấy ngàn một cái. Này hai cái áo su. Nè má ơi, hai cái áo su của bà nè, một cái dây màu đỏ. Đây một cái bàn tay. Size 34, hai cái size 34 hết. Rất là đẹp luôn. Mua quần đây, quần nó rẻ muốn chết luôn vậy á. Nó rẻ bè nghèo luôn á. 10 cái luôn, 10 cái nhiều màu, về mặt cho nó đã luôn. Mua ngoài mấy chị mua lẻ chi cho nó mắc. Để mình mua lần 10 cái. Để thảy cho mấy má coi cái màu của cái quần này nha. Vô màu quần này lên cho mấy bà coi nè. Rất là đẹp. Tôi bật ra vô màu lên cho coi. À, màu đen nè. Nó đẹp không? 70 ngàn cái nha chị, áo su 70 ngàn một cái, 3 cái là 199 ngàn. 70 ngàn một cái, 3 cái là 199 ngàn. Hiện tại bây giờ size 36 em còn 1 cái. Rồi size 34 thì em còn 5 cái nha, 4-5 cái gì đó. Nè. À bạn ơi, từ 9 giờ tới 12 giờ là mình không có ở nhà. Từ 9 giờ tới 12 giờ là mình không có ở nhà bạn ơi. Bạn tới giờ khác được không? Từ 1 giờ tới chiều đó là mình có ở nhà. Giờ nào mình cũng có ở nhà. Mà chỉ có cái là từ 9 giờ cho tới 12 giờ là mình không có ở nhà. Mình đi ra đường giờ trưa mà. Trời màu đẹp quá trời. Nó 10 cái quần chỉ có 180 thôi. Giờ đó mình không có nhà bạn ơi. Rồi ok bạn, cỡ 3 giờ. Cỡ 3 giờ đi mình có ở nhà. Đó, 10 cái quần luôn. Màu rất là đẹp luôn. Mẫu quần rất là đẹp nghe mấy chị. 10 cái nhiều màu luôn mà nó chỉ có 180 ngàn. Giá bèo nhèo với mấy chị luôn. Nó váy chống nắng này ghim này chỉ có 99 ngàn thôi. Thời tiết bây giờ ở ngoài ha, ta nói nắng ba mấy 40 độ C. Nó mấy chị ra ngoài là mấy chị chùm cái này vô là khỏi sợ đen luôn nha mấy chị. Cái váy chống nắng nha, rất là đẹp. Nó là ghim nha mấy chị. Mẫu quần nào cũng đẹp hết trơn nha mấy chị. Hai áo su bàn tay nha. Mấy chị mua gì nữa không? Em xuống like nha mấy chị. Mấy chị mua gì nữa không? Em xuống like nha. Em còn có mấy cái... một cái size 36 với mấy cái size 34 à. Một cái size 36 với mấy cái size 34 nha. Size 34 này màu đen này, màu này em còn 3 cái với một cái bàn tay. 70 ngàn một cái chị ơi. 3 cái 199 ngàn luôn. Cái size đây size 34 em còn 3 cái này với một cái bàn tay. Size 36 em còn có 1 cái à. Mà đợi chiều nay cái chị kia chị đổi với em 2 cái nè, chị đưa lại cho em 2 cái size 36 nữa.
hai cái cây dù xe 36 nữa là em còn ba cái. Hai cái cây dù xe 36 với một cái áo xua bằng tay xe 36. Tại cái chị chia cái mặt không vừa. Chỉ mua ba cái mà chị mặc được một cái rồi, còn hai cái kia chị đưa lại. Ai mà không vừa là em lấy lại ha. Nhưng miễn sao mà còn giữ y nguyên cho em là em cho đổi. Vậy là em còn ba cái xe 36, một cái bàn tay với hai cái cây dù. Một bàn tay với hai cây dù nha mấy chị. Xe 36 rất là đẹp luôn. Còn xe 34 là em còn 4 cái. 3 cái 70 ngàn cái chị ơi. Kim Thương Lê Nguyễn, 70 ngàn cái chị. 3 cái 199 ngàn. Rất là đẹp luôn. Bàn tay luôn nha mấy chị. Xu bàn tay.